Tại vì các bạn biết là ngày xưa tôi cũng làm. Bạn có nhu cầu mua app Liên Quân, app Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shopriki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikaki Gaming. Ok, xin chào các bạn đã trở lại với Rikaki Gaming. Và mình đã nhận được một cái hộp. Và cái hộp này đến từ Garena. Có lẽ là các bạn vài ngày hôm nay thì các bạn đã xem cái review, những cái bức tượng của bên Garena rồi. Đó là những cái bức tượng mà để kỷ niệm cho cái sự kiện lì xì cũng như là cái sự kiện Tết sắp ra mắt của Garena Free Fire. Và rất là nhiều streamer, youtuber đã nhận được rồi. Mình nhận được cách đây một ngày. Và thực ra thì mình muốn quay luôn cái clip đó. Tuy nhiên thì có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra, cũng như là có rất nhiều cái công việc. Đó lý do vì sao mà bây giờ thì mình mới có thể bóc cái hộp này ra cho các bạn được. Và có lẽ nhiều bạn sẽ tò mò xem là cái hộp ở đằng sau thì có cái gì. Thì đó là cái hộp mà đợt trước thì bên Garena Free Fire có tặng cho mình cái đồ đó. Ok, có lẽ là cái video review này của mình thì nó có lẽ là nó là làm sau cùng trong tất cả streamer. Bởi vì đa số streamer họ đều đã mở cái hộp đấy trước rồi. Nhưng mà có tất cả là 5 con nhân vật tất cả. Và không biết là streamer sẽ nhận được một trong 5 con nào. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở cái hộp này. Cái hộp này thì có ghi rõ tên, tuổi cụ thể mình luôn. Khá là ngon lành cành đào đấy anh em nhé. Bên Garena họ dán khá cẩn thận, dán vào trong một cái hộp xốp giống như là kiểu đựng hoa quả vậy. Có vài ngày trở lại đây thì có rất nhiều bạn hỏi là sao dạo này đến Tết rồi hay quạo. Thực ra thì mình chẳng phải quạo gì, mà thời gian ở đây thì nói thật với các bạn là mình cũng có rất là nhiều cái vấn đề trong cuộc sống. Vấn đề trong cuộc sống nhất mình có hỏi đùa các bạn là cái hộp xốp này nó sẽ bị rơi ra khá nhiều. Và đây mình có rất nhiều vấn đề mà đang xảy ra trong cuộc sống. Và nói chung là nó khá là ảnh hưởng đến cái công việc mà làm youtuber cũng như là làm streamer của mình. Và điều đó thì nó cũng làm cho mình kiểu bị mất tập trung hơn so với cả cái thời gian vừa qua. Wow, cái này dán khá là chắc anh em ạ. Đây dán rất là chắc nhé. Và để bóc ra được thì khá là... Ủa Có lẽ là mình hơi... Có lẽ là mình làm hơi mạnh tay quá rồi. Nó chỉ là 4 cái miếng xốp nó ốp vào nhau thôi. 4 cái miếng xốp nó ốp vào nhau anh em ạ. Wow, bừa bộn hết rồi. Rất là nhiều cái shop nó đã khá là bừa bộn rồi. Bên Garena họ dán rất là kỹ anh em nhé. Ok. Đây là một mặt của cái hộp, cái hòm thính. Thì có nhiều bạn cũng bảo là mình khoe cái góc livestream. Thực ra thì cái góc livestream mình nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Tại hiện tại thì mình cũng chưa có một cái phòng livestream nó ổn định nó lắm. Thời gian tới thì khi mà mình set up cái phòng livestream ổn định ấy, thì mình sẽ có một cái không gian mà nó có lẽ là nó sẽ đẹp hơn so với cả cái không gian mà mình đang ngồi ở đây. Còn hiện tại thì là mình vẫn đang ngồi tạm ở cái vị trí này thôi, ở trong nhà thôi. Còn có lẽ một vài tháng nữa, và nếu như mình còn làm YouTube thì mình sẽ chuyển qua một cái góc mà nó đẹp hơn anh em. Ok, là bóc được thêm một mảnh nữa luôn. Đây là một cái hòm thính. Đây là một cái hòm thính. Nhưng mà phải nói là bên này nào làm rất là chặt. Chặt quá em ạ. Quá chặt luôn. Rất chặt. À. Okay. Không biết là mình sẽ nhận được con gì đây. Có một số bạn streamer bạn ấy nhận được cái con này khá sớm. Các bạn nhận được cái hộp này khá là sớm. Mình thì nhà mình ở ngay gần bên Garena thôi. Nhà mình ở rất gần Garena. Tuy nhiên thì mình lại nhận được cái con này khá là trễ so với các bạn khác. Mình không rõ lý do vì sao. Có lẽ là cùng chuyển từ một nguồn nhưng mà họ theo danh sách. Có lẽ theo danh sách. Ok, hãy mở thêm một miếng nữa rồi. Wow. Và các bạn có thể nhìn thấy là rất là wow, thì nữa đi quét nhà mình nghỉ đây. Thì đâu có lẽ sẽ phải đi quét nhà hoặc là càng đét nó khá là lẹt. Ok, chúng ta đã có cái hòm rồi, các bạn có thể nhìn thấy ở đây có cái 25 tháng 1 2020. Đó chính là cái khi mà các bạn đăng nhập vào ngày 1 Tết thì các bạn sẽ nhận được 40 cái mảnh huy hiệu. Các bạn sẽ nhận được 40 mảnh huy hiệu của cái 40 mảnh lập phương nhé, để đổi được cái hộp ma thuật. Tôi đã tuần xe ra đến nơi rồi và càng đét cũng hết là lẻ đây các bạn. Và mãi mới mở được ra. Làm rất chặt. Lúc đầu thì tôi định là mượn cả bộ tượng này, nhưng mà bên Garena thì họ nói là đã hết rồi. Đã hết rồi, ok. Đây, tôi sẽ để nó bên này cho anh em xem. Đây. Wow. Rất bầy bừa rồi anh em ạ. Đây là cái đây chính là cái hộp của cái hòm thính. Hòm thính này nó trăng ở mấy cái dây chun nữa. Và cái hòm thính này nó trăng ở mấy cái dây chun nha anh em nhá. Chun. Chun này, đi bắn chun thì cứ gọi là. Ok. Ok. Và xin chào các bạn đã trở lại với Rikaki mình. Rikaki em phải đi cà khịa nha. Ok, cái miếng này các bạn có thể nhìn thấy nó là 25 tháng 1. Đó, thì nó nhắn nhủ của chúng ta đó là 25 tháng 1 thì nhớ vào Garena Free Fire chơi. Cái miếng này đẹp phết. Cái miếng này khá đẹp và có lẽ tôi sẽ giữ lại cái miếng này chăng? Chúng ta có thể giữ lại cái miếng này để chơi. Đây là cái hòm thính. Hòm thính và hòm thính này thì vẫn còn có cả dán nữa. Vẫn còn có dán anh em nhé. Nó dán băng dính này. Ui. Tôi có xem một số những cái bóc hộp của các bạn streamer khác, nhưng mà tôi cũng không tại vì có nhiều bạn thì các bạn ấy cắt rồi các bạn ấy tua, nên là tôi cũng không được xem là cái lúc bóc hộp thì nó khó khăn như thế nào. Thì bây giờ tôi phải công nhận là bóc hộp khá khó khăn và khá mất thời gian. Và người dính hết rồi. Ui chết tôi rồi. Ui nó rách luôn cả cái giấy ra rồi. Chết rồi, toang toang thật sự rồi ông giáo ạ. Toang thật sự. Rách luôn ở một góc này các bạn. Rách luôn ở một góc của cái này. Ok. Khi mà mở cái hòm thính ra thì chúng ta sẽ có một cái lại có mất ơn dán thế mà. Chúng ta sẽ có một cái đây bên trong hộp hết rồi. Chúng ta sẽ có một cái hộp hình trụ này. Có ốp cái miếng bong bóng để làm đỡ và một cái áo. Một cái áo. Và tiếng đỡ. Wow. Bên Garena cũng rất tâm lý. Họ cho tôi một cái áo cỡ XL. Còn cái áo cỡ XL và cái áo này thì nó sẽ, tôi chắc là tôi sẽ mặc vừa thôi. Chắc nói thật với các bạn là tôi cũng không hay mặc những cái đồ trong game quá nhiều. Tại vì các bạn biết là ngày xưa tôi cũng làm. Ôi, tôi xong rồi. Vãi. Vãi trưởng. Xong rồi. Toang thật rồi ông sao ạ. Vãi cả trưởng. Ok. Đây là cái áo, và cái áo này nó có chữ đó là làm ván Free Fire. Được. Vãi trưởng. Biết rồi đất có bị làm sao không? Hơi toang đấy ông giáo ạ. Ok, đây là cái áo cao cỡ XL, chúng ta gọi là cỡ XL. Ok, đây là cái áo cỡ XL này anh em. Áo làm ván Free Fire và áo này chắc chắn là tôi sẽ mặc vừa. Đấy, chắc chắn là tôi sẽ mặc vừa. Ui, áo to đấy. Cho voi mặc à? Ui, áo này còn to hơn cả người tôi đó. Ui, quá đà thật sự rồi. Áo em mặc thành cái váy rồi anh em ạ. Bữa áo em mặc thành cái váy thật sự rồi. Tôi sẽ thử mặc vào nhá. Tôi bắt chùm ra cái áo ngoài của tôi luôn. Áo em mặc thành cái váy thật sự rồi. Vãi trưởng. Vãi trưởng thật sự. Ôi rộng lắm anh ạ. Cực kỳ rộng luôn. Rộng lắm. Rất rộng luôn. Nhìn này. Thừa rất là nhiều. Tôi mặc chùm ra cái áo của tôi đang mặc mà thừa khá là nhiều. Ok, chúng ta sẽ để cái áo vào đây. Đến cái tượng này. Hồi bé, không biết là bạn nào hồi bé có giống tôi không, nhưng chắc là phải ở tầm mấy tuổi của tôi. Bé rất thích cái miếng xốp, cái miếng này, nhưng mà bóp hay nó có tiếng bóp ấy, và bóp những cái bong bóng này cảm giác là rất là thích. Và toang thực sự ạ. Và quả bay ngay từ trên bàn xuống đất, toang luôn. À, như vậy là tôi biết tôi nhận được con gì rồi. Đố anh biết là tôi nhận được con gì. Ra con bé tôi rất thích bóp bóp như thế này. Các bạn thấy ra có cái tiếng này rất là nghe rất là hay. Ok. Vâng, tan hoang hết ở chỗ này rồi. Như vậy là tôi nhận được con nhân vật. Đó là con... Ôi, tôi vỡ rồi. Vỡ rồi anh em ơi. Xong. Đi rồi ngọn chân lạnh toát. Phai trường. Vỡ rồi anh em ạ. Toang thật sợ ạ. Ôi, tôi bị vỡ mất cái hộp rồi anh em ơi. Ai chừ. Thôi xong. Thôi xong, toang rồi. Vai chừa. Ok. Ok, hộp của tôi nó bị vỡ rồi. May quá, con nhân vật thì còn. Con nhân vật thì không bị làm sao cả. Nhưng mà cái hộp thì nó... Cái hộp thì nó toang rồi đấy, ông giáo ạ. Vai chừa. Cái hộp của tôi nó bị vỡ mất rồi. Đây, đây là con Alok. May quá, con chuột và con nhân vật Alok đang cầm khẩu M79. Cái này bằng đất sét Nhật. Có cái mùi, cái này nó có một cái mùi chua chua. Nó đúng là mùi ở đất sét luôn. Mùi ở đất sét Nhật đấy anh em nhé. Có chữ Free Fire. Biết là con này sản xuất bao nhiêu nhưng mà tôi thấy là cái này cũng khá là đẹp. Trông khá đẹp. Con này bằng đất sét Nhật. Đất sét Nhật. Ok. Toang rồi ông giáo ạ. Toang thật sự rồi các bạn ạ. Vai trưởng. Cái lồng kính ấy nó bị vỡ rồi. Nó bị vỡ mất rồi. Do vừa rồi cho đánh rơi. Má. Toang thật sự ông giáo ạ. Ôi nó vỡ là 4 rồi. Ok. Ok, các bạn, nhiều bạn sẽ muốn biết cái hộp đằng sau. Thì cái hộp đằng sau này có lẽ nhiều streamer họ cũng đã review một lần rồi. Tôi cũng mở lại các bạn xem. Tôi từ hồi đấy tôi vẫn chưa mở không phải ra quá nhiều. Thì cái này là cái chương trình Year End Meetup của bên Free Fire. Trong này nó có một cái áo, trong này nó có một cái áo khoác. Thì thực ra là mấy cái đồ này tôi sẽ trong này một cái áo khoác của Free Fire, áo khoác này rất đẹp, áo khoác gió. Thực ra tất cả những cái đồ này ấy, thì tôi dự kiến là khi nào mà tôi tổ chức một cái offline để kỷ niệm mà có lẽ là 1 triệu sắp, có lẽ 1 triệu sắp thì tôi sẽ tổ chức. Thực ra là có một túi đeo chéo và một cái áo phông của Garena Free Fire, vậy thôi. Đó thì tôi cũng dự định là thực ra tất cả những cái đồ này tôi vẫn để nguyên, tôi chưa bao giờ sử dụng tất cả những cái đồ này cả. Và tôi thì cũng không có nhiều bạn bè chơi Free Fire, các bạn biết là ở tuổi của tôi ấy thì ở tuổi của tôi thì đa số mọi người không còn chơi game nữa. Rồi tôi năm nay tôi 31 tuổi. Ở tuổi của tôi đa số mọi người không còn chơi game nữa và mọi người làm những công việc giống như là làm gọi là giám đốc chẳng hạn, hoặc là làm quản lý gì đó. Và những cái việc mà chơi game như này nó là những cái mà nó tôi nghĩ là nó không còn kiểu là sự hứng thú với cả nhiều người ở lứa tuổi của tôi nữa. Và đó là lý do vì sao mà có lẽ tôi vẫn còn ở đây và làm với các bạn. Thì thực ra là đến 31 tháng 1 này thì là tròn 1 năm kể từ khi mà tôi bắt đầu chính thức làm streamer của trò Free Fire này. Thì cũng đó là một khoảng thời gian rất là dài và các bạn cũng đã hỗ trợ cho tôi rất là nhiều. Và hy vọng là trong thời gian tới thì các bạn sẽ tiếp tục dành thời gian để theo dõi cái giải đấu trên Garena Free Fire, cũng như là giải đấu trên kênh của Rikaki Gaming, bởi vì là kênh của mình thì là kênh giải đấu mà. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem đến cái video này. Toang thật sự rồi ông giáo ạ. Ok, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Các bạn nhớ là tham gia được cái sự kiện nữa là lắc phong bao hay là lì xì của Garena Free Fire để nhận được cái con nhân vật này nha. Cái con nhân vật này nó sẽ là từ trong nhân vật trong cái sự kiện in game ấy. Và Toang rồi bó tay hai anh em. Bye bye.